Đây, tiết mục là nội dung tập 4. Thì trưa nay mình ăn bánh mì, nhưng kiểu là chỉ còn cái đít nó thôi. Và còn đúng một miếng nên trưa nay mình ăn một miếng thôi. Lấy ra khỏi lò nướng, xong rồi mình cho phô mai con bò cười vào các bạn. Đây là cái sự tổng hợp mình thích nhất, đấy là con bò cười cùng với mức dâu. Chét nó lên cái bánh mì và nó nhìn rất là xấu nhưng ok. Tiếp theo thì mình sẽ cắt một quả táo và trời ơi, táo hôm nay nó bị hư rồi. Ăn cũng được mà. Táo mình sẽ chấm cùng với sữa chua và quế. Sự tổng hợp quá là hoàn hảo luôn, các bạn nên thử. Nhét nó vào cái hộp và đó là đồ ăn trưa của mình. Nhiều bạn hỏi là mình có đói không? Bình thường mình ăn đi học về là mình ăn tiếp, nhưng ok, bye bye.